chào các bạn, hôm nay lại đi đăng kiểm xe Kona cho khách. Đây là hai con Kona 2.0 đặc biệt nha các bạn. Đây. Đây là hai con Kona 2.0 đặc biệt nha các bạn. Đăng kiểm cho khách ở Sài Gòn. Đây là con Kona 1.6 turbo nha các bạn. Biển số quá đẹp luôn rồi. Kona 1.6 turbo đi đăng kiểm nha các bạn. Đây, Kona 1.6 turbo đi đăng kiểm. Kona 2.0 đặc biệt đi đăng kiểm luôn. Các bạn, hôm nay vận chuyển xe này để bàn giao cho khách nha các bạn. Kona 1.6 turbo nha các bạn. Đã gắn nẹp che mưa nè. Nẹp che mưa. Và đã gắn bệ bút chân nha các bạn, bệ bút chân Kona, trang bị bệ bút chân Kona. Và đây là sổ sổ bảo hành, giấy tờ đầy đủ hết các bạn. Rồi, let's go thôi các bạn. Tôi hỏi không trả lời, mình muốn tôi hỏi lại tôi. Rồi, hồ sơ giấy tờ đã đầy đủ, giờ mình bàn giao. Đi giao con Kona này cho khách nha các bạn. Đây, sổ bảo hành. Sổ bảo hành. Giấy tờ đầy đủ hết các bạn ơi. Rồi. Đây. Phiếu giao xe, mình đâm hết. Rồi, tiến hành. Đi thôi các bạn ơi. Let's go. Chào các bạn và tất cả quý vị. Hoàng con tay miền Tây hiện tại đang là sale ô tô của hãng Hyundai Long An các bạn.
Hyundai có các dòng xe như i10 Accent, Elantra, Kona, Tucson, Santa Fe, và dòng 16 chỗ. Và dòng 16 chỗ nó là Solati nha các bạn, Solati 16 chỗ. Và dòng tải nó 1,5 tấn đó là Porter 150 nha các bạn. Anh em bằng hữu nào có nhu cầu mua xe vui lòng liên hệ Hoàng qua số điện thoại bên dưới nha các bạn. Hoặc có ai mua xe thì giới thiệu cho Hoàng nha các bạn. Hoàng sẽ gửi qua hồng lại cho các bạn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Đây là trên đường Hoàng di chuyển xe, di chuyển con Kona 1.6 Turbo đi giao cho khách nha các bạn. Con Kona 1.6 Turbo này nó có cửa sập trời, sạc điện thoại không dây nha các bạn, và điểm báo cảnh báo điểm mù. Cảm biến lốp luôn nha các bạn.